Chuẩn bị tới kèo 33 xã nha các bạn. Team của Đức Thầy Thiện gặp Tấn An bến cầu Tây Ninh nha. Team Tấn An có Hiếu Lé và Châu City nha. Còn team bên đây Khánh Mớm, Triều và Đức Từ Thiện. Trận đấu diễn ra tại sân của anh Cường nha các bạn. Hẻm 7, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh. Đường Trương Quyền. Điệp 0-0. Trái đầu tiên Khánh Bóm phá trái đầu tiên các bạn. Điểm 1-0. Điểm 1-1. Sạc bóng tốt. Khánh Mớm đang trở lại phong độ các bạn ơi. Sau chấn thương lưng thì dạo gần đây đi đánh chung với Vũ Arsenal với Đức nhiều các bạn, lấy lại phong độ. Điểm 2-1. Bóng ngoài. Điểm 2-2. Bỏ bóng tốt. Điểm 3-2. Điểm 3-3. Biết mà, kè biết trước mà. Điểm 4-3. Điểm 4-4. Do lòng. Hai bên đang tranh cãi cái banh của Đức nha các bạn. Em nói em quýnh có vậy là tại nếu mà vô lòng em kéo xuống này mới bắt em vô. Bắt đầu vô lòng nhẹ chớp. Nhẹ chớp mà cái bàn em kéo xuống đâu. Theo mình thấy đi quay nhiều sân các bạn, sân của anh Cường là xử hơi bị phe lay luôn các bạn. Chiếc banh này chủ sân kêu quời đánh lại không biết sao nữa. Chiếc banh này xử hòa nha các bạn, đánh lại. Tiếp tục trận đấu. Điểm 4-4. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Điểm 5-4. Đụng lưới lan ở trên thôi nha các bạn. Trên lưới lan bên sân bên kia thì hơi thấp, do bữa trời mưa lớn quá. Điểm 6-4 cho team Đức. Bóng ngoài. Nặng quá, đếm xuống. Điểm 5-6. Điểm 7-5. Chặn bóng top. Má nhiều hâm mộ Đức hay sao, ngồi cười hoài ta không? Mà bay ôm nước lưỡi Đức. Hâm mộ quá hả? Điểm 6-8. Điểm 9-6. Trời ơi. Xẹt với banh bay 80 cây. Phát cái nữa là bỏ. Mày phát chạy rồi tí nữa mày cho mày phát cho tao đi. Điểm. Chắc nó chết luôn á. Điểm 7-9. Thủ cho banh vô luôn nha các bạn. Điểm 8-9. Bóng ngoài, chín đều. Đẹp 19. Tốt quá. Điểm 11-9. Điểm 12-9. Pha sạc bóng giữ mối của Khánh. Điểm 10-12. Điểm 13-10. Bóng ngoài. Giữ mối luôn các bạn ơi. Điểm 11-13. Chuyện quanh quá đẹp đi. Không dính nè, chuyện quanh đi. Điểm 14-11.
Chạy cuối nha bạn. Điểm 12-15. Trời ơi. Kết thúc trận đấu nha bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Kèo này y như kiểu là Tấn An một cầu chấp xả vậy bạn. Có mình Tấn An đánh nè. Giờ đang cáp lại là hai bên một cầu và ngang cầu nữa mà. Hẹn các bạn lại các video sau nha.